Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Món Ngon Giao Mùa. Em chào cô Thảo. Cô chào Minh Châu. Cô ơi, mấy hôm nay Sài Gòn mình có mưa đúng không? Làm tự nhiên cái em cảm thấy mát mẻ lắm. Mà em thèm một món gì đó, nó giòn giòn nè, nó nóng nóng nè, nó thơm thơm nữa. Chắc là món chiên quá à. À, hay là thôi chả giò đi. Tại vì chả giò mình có thể ăn chung với rau sống. Như vậy sẽ không làm cho Minh Châu bị nóng trong người. Hay quá, chả giò là món khoái khẩu của em đó. Nhưng mà chả giò bây giờ thì dễ quá à. Vô siêu thị mua một cái gói, đóng gói sẵn về chiên là xong. Cô Thảo làm cái gì đó mới đi. Chắc chắn là sẽ mới rồi, đó là nhiệm vụ của cô mà. Cô sẽ chế biến một món chả giò mà không sử dụng bánh tráng, lại sử dụng tàu hủ ki, mà trong đó lại có thêm trứng bắc thảo nữa. Em chưa có ăn cái món chả giò, món trứng bắc thảo bao giờ đó. Minh Châu nghi ngờ tài nấu nướng của cô phải không? Không có, không phải. Chẳng qua là tại vì em tò mò thôi. Đã vậy cô nói là còn có tàu hủ ki nữa. Mà tàu hủ ki thì thường được dùng trong các món chay nè. Đúng rồi, tàu hủ ki là một nguyên liệu rất là quen thuộc, có vẻ cũ đó. Nhưng mà với sự chế biến của cô sẽ trở thành một món ăn mới ngay. Minh Châu thưởng thức sẽ thấy nó rất là đặc biệt. À, như vậy là một món cũ đó nhưng mà không phải cũ đâu, đúng không nè? Vậy món đó là món gì vậy cô? Như vậy mời quý vị khán giả đến với món chả giò bắc thảo. Để thực hiện món ngon giao mùa chả giò bắc thảo thì chúng ta cần sử dụng 150g thịt lạc dăm, 50g khoai môn bào nhuyễn, 2 cái trứng bắc thảo, tàu hủ ki, nấm mèo, bún tàu, hành tím băm, tỏi băm, dầu mè, các loại gia vị thông thường, hạt nêm aji ngon và bột tẩm khô chiên giòn aji quýt. Thịt lạc dăm này chúng ta sử dụng là 150g nè, cô sẽ cho vào tô. Và sau đó là chúng ta sẽ ướp gia vị. Đầu tiên là củ hành tím băm, cho một ít vào. Rồi một ít tỏi băm vào. Mình sẽ ướp tiếp đến phần gia vị. Tiêu là tiêu, đúng rồi. Hạt nêm aji ngon. Dạ. Một chút xíu đường. Kế đó thì cô sẽ cho vào khoảng một muỗng cà phê dầu mè. Khi mà chúng ta cho dầu mè vào sẽ làm cho phần nhân này nó hơi thơm thơm, có cái mùi vị đặc biệt. Và đặc biệt là dầu mè sẽ làm cho nhân nó không bị khô. Sau khi cô trộn đều như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cho khoai môn cao vào. Khoai môn cao này chúng ta mua về, bào nhuyễn sau đó chúng ta sắc nhỏ và chúng ta sẽ trộn chung vào với lại phần nhân này. Dạ. Nhưng mà Minh Châu có biết lý do tại sao cô sử dụng khoai môn không nè? Dạ, dễ biết nè, giờ cô Thảo nói thì em sẽ biết. Minh Châu ăn gian quá. Chúng ta cho khoai môn vào trong nhân chả giò, giúp cho nhân chả giò có độ bùi bùi và rất là thơm. Wow, em biết rồi. Bún tàu thì quý vị khán giả mua về chúng ta sẽ ngâm để cho bún tàu mềm một chút xíu, rồi sau đó chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Quện đều với lại nhân đúng không cô? Ừ, đúng rồi, chúng ta sẽ trộn đều với lại nhân. Như vậy thì có thêm phần bún tàu sẽ giúp cho cái phần nhân sẽ mềm và ngon hơn. Tương tự giống như là bún tàu thì nấm mèo mua về chúng ta cũng sẽ ngâm rửa cho thật sạch và cắt bỏ cái phần chân nấm đi. Kế đó thì bây giờ chúng ta sẽ sắc nhuyễn. Phần trứng bắc thảo này sau khi mua về thì quý vị khán giả luộc chín đi, bóc vỏ và kế đó chúng ta sẽ cắt ra khoảng từ làm 6 đến làm 8 phần. Như lúc nãy tôi giới thiệu với quý vị khán giả thì chúng ta sẽ không cuốn chả giò bằng bánh tráng mà chúng ta sẽ sử dụng lá tàu hủ ki. Tàu hủ ki chúng ta mua về thì nó rất là khô và giòn cho nên chúng ta phải nhúng qua nước hoặc là xịt nước lên hoặc là thoa nước lên. Nhưng mà chúng ta cũng không ngâm quá lâu cái phần tàu hủ ki này vào trong nước, vì nếu mà ngâm lâu quá thì tàu hủ ki sẽ bị mềm ra và rất là dễ bị nát, chúng ta cuốn cũng rất là khó. Dạ. Đồng thời nó không còn độ giòn khi mà chúng ta chiên nữa. Dạ đúng rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ trải miếng tàu hủ ki ra. Mà Minh Châu nhớ lưu ý và quý vị khán giả cũng lưu ý là khi chúng ta cắt miếng tàu hủ ki á, chúng ta sẽ cắt những cái miếng có kích thước nó đều nhau, thì như vậy cái cuốn chả giò sau khi cuốn xong thì nó sẽ đều đặn. Những miếng tàu hủ ki chúng ta cắt hình tam giác có độ dài khoảng chừng 15 đến 18 cm như thế này là vừa. Cho một ít phần nhân vào. Cô cho một cái trứng bắc thảo vào. Bây giờ thì cô sẽ cuốn tròn lại như thế này. Và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý phần mép cuối cùng của cái miếng tàu hủ ki này chúng ta sẽ đặt nằm ở phía bên dưới cái dĩa. Và như vậy một lát nữa khi tàu hủ ki khô lại thì cái phần mép tàu hủ ki này nó sẽ bám chặt vào cái cuốn chả giò. Trong khi chờ dầu nóng á, thì chúng ta sẽ qua một cái công đoạn rất là quan trọng, đó là chúng ta tẩm một cái lớp bột tẩm khô chiên giòn aji quýt xung quanh thì sẽ làm cho cái cuốn chả giò nó có độ giòn nè, đồng thời có cái vị rất là vừa ăn và ngon. Chúng ta thả những cái cuốn chả giò vào, thả nhẹ nhàng cho những cái phần mép của cái chả giò nó nằm ở bên dưới, cái đáy chảo. Mình chờ cho nó vàng đều cái cuốn chả giò, nhưng mà Minh Châu cũng đừng có quá nôn nóng, và quý vị khán giả cũng nhớ là đừng có để lửa quá lớn, vì nếu mà lửa quá lớn thì nó sẽ vàng rất là nhanh phía bên ngoài mà phần nhân thì chưa chín thì sẽ không ngon.
ăn xong rồi đó Minh Châu. Bây giờ cô sẽ bày ra dĩa nè. Phần này thì mình cắt đôi ra để thấy được cái phần nhân đẹp bên trong đúng không cô? Để Minh Châu có thể nhìn thấy cái phần trứng bắc thảo ở chính giữa chứ. Đây nè, đó. Phần này là dành cho Minh Châu nha. Dạ. Còn phần này thì cô sẽ bày thêm ở đây. Bây giờ để đáp ứng ngay nhu cầu là Minh Châu cần phải nhận xét ngay món ăn này thì cô sẽ cho Minh Châu thưởng thức chung với lại sốt aji mayo. Hay quá. Em cảm ơn cô. Minh Châu ăn say sưa không nghe nhận xét gì hết trơn à. Hãy cho cô biết là có gì khác với chả giò thông thường không chứ? Dạ không khác, mới lạ đó. Làm sao mà giống được hả cô? Rõ ràng là từ cả nguyên liệu, cách chế biến nào cũng rất là khác nhau. Em thấy là nhờ mình có cái bột tổng khô chi giòn Ajiquit bên ngoài á, cho nên là vị rất là vừa ăn rồi nè. Đã vậy lại còn có cái độ giòn rất là đặc biệt nữa. Kết hợp với lại aji mayo thì thôi rồi luôn. Mà đặc biệt nha, cái trứng bắc thảo đó hơi bị thơm và hơi bị đặc biệt đó. Món ngon. Giao mùa. Quý vị khán giả thân mến, cùng với cách chế biến rất là lạ mới mẻ này và sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Diệu Thảo thì quý vị đã sẵn sàng và tự tin để thực hiện món này chưa? Hãy thực hiện và gửi những ý kiến đóng góp về cho chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi vẫn là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc số điện thoại 083 823 7557 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.